Ngày 15 tháng 3, Đoàn Kiểm tra Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra, đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện quy định 58 QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của đảng. Tiếp đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi làm việc tập trung vào một số nội dung quan trọng, trong đó đoàn kiểm tra trình bày dự thảo thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó trao đổi thảo luận lấy ý kiến góp ý vào dự thảo thông báo kết quả kiểm tra. Quy định số 58 QĐ/TW được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 8 tháng 2 năm 2022 là văn bản thay thế quy định số 126 QĐ/TW ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ đảng. Đây là văn bản quan trọng cần thiết, điều chỉnh bổ sung một số quy định trước đây, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay. Quy định áp dụng với các cơ quan tổ chức trong toàn hệ thống chính trị, gồm 6 chương 22 điều với các nội dung chính liên quan đến tiêu chuẩn chính trị, việc xem xét kết nạp người vào đảng, việc xem xét bố trí cán bộ, đảng viên.